Bối rối, lỡ dở lịch trình khi Hà Nội lại hủy bỏ quy định cách ly. Tôi vừa hủy phòng khách sạn ở Hồ Tây, phải làm nhanh để kịp thời hạn nhận lại tiền đã thanh toán. Nguyễn Quốc Vương, 24 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, nói với Dinh. Căn phòng này có giá 18 đô la Mỹ một đêm mà Vương đã trả tiền thuê trong 8 ngày. Dự định làm nơi tự cách ly khi từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội công tác vào tuần sau. Tối ngày 18 tháng 11, khi Hà Nội bất ngờ thay đổi quy định cách ly đối với người về từ địa phương khác, anh đã nhanh chóng hủy phòng, mong tiết kiệm chi phí. Tôi mới đặt thuê phòng này từ hôm qua. Giờ đây quy định đã thay đổi. Tôi lại về nhà người thân ở nhờ, đỡ tốn kém mấy triệu đồng, Vương nói thêm. Tối ngày 18 tháng 11, Hà Nội bất ngờ thay đổi quy định cách ly đối với người về từ địa phương khác. Quay như trong chóng. Anh Vương có kế hoạch làm việc tại Hà Nội trong 3 tuần, đã mua sẵn vé máy bay và lên phương án nơi ở thuận tiện. Tối ngày 16 tháng 11, khi biết mình thuộc diện phải tự cách ly 7 ngày, Vương đã rất hoang mang, dự định hủy bỏ toàn bộ lịch trình công tác. Tuy nhiên, do yêu cầu công việc tại Hà Nội buộc phải có mặt, anh đành chấp nhận cách ly với chi phí phát sinh và nhiều bất tiện. Tôi hiểu các quy định phòng dịch nhằm đảm bảo sức khỏe cho mọi người. Tuy nhiên, các kế hoạch cứ thay đổi liên tục khiến tôi khó có thể kịp xoay sở. Bay lộ trình thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đã gặp khó thế này, những người về tỉnh khác có lẽ càng vất vả, Vương chia sẻ. Vương cũng cho biết thêm anh vẫn chưa nắm rõ hoàn toàn về quy định khai báo và xét nghiệm tại Hà Nội. Anh lo sợ nếu không hiểu đúng văn bản, mình sẽ vô tình làm sai quy trình. Tôi đọc quy định, thấy có nội dung là những người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong 6 tháng thì tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày và xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất. Tôi đã xét nghiệm COVID-19 trước chuyến bay, tôi không hiểu rõ tại sao vẫn phải xét nghiệm thêm vào ngày thứ nhất ở Hà Nội. Việc xét nghiệm này do cá nhân tự thực hiện tại cơ sở y tế hay phải liên hệ đến địa phương, Vương thắc mắc. Không may mắn như Quốc Vương, Nguyễn Quỳnh Mai, 23 tuổi, ngụ quận 7, lại không thể hoàn trả lại vé máy bay bởi đã sát ngày khởi hành. Cùng một lộ trình từ thành phố Hồ Chí Minh ra thủ đô, Mai sở hữu đến 2 vé máy bay, một tấm đã săn giá rẻ từ lâu. Một tấm với lịch trình sớm hơn một tuần mà cô mới mua trong tối ngày 16 tháng 11 ngay sau khi Hà Nội ban hành quy định phải tự cách ly 7 ngày. Giờ đây, thành phố đột ngột thay đổi, Mai khóc dở méo dở vì không biết nên chọn bay vé nào. Tôi đã chi số tiền không nhỏ để mua vé mới. Tối ngày 18 tháng 11, tôi đang đóng hành lý để chuẩn bị cho chuyến bay ra Hà Nội vào sáng sớm hôm sau thì nhận được tin không cần cách ly nữa. Tôi thật sự cảm thấy bị quay như trong chóng, đã dỡ toàn bộ quần áo ra khỏi vali với suy nghĩ sẽ bay chuyến cũ như dự định ban đầu. Nhưng sau đó, tôi lại gấp đồ lại, quyết định bay sớm. Tôi lo ngại trong thời gian tới, Hà Nội lại có những quy định đột ngột khiến tôi không kịp trở tay. Mai nói. Mai cũng cho biết việc ra Hà Nội sớm hơn một tuần khiến cô phải bỏ dở nhiều kế hoạch tại thành phố Hồ Chí Minh. Để kịp hoàn thành nốt công việc, chuẩn bị hành lý và giấy tờ cho chuyến bay gấp, cô chạy đôn đáo nhiều nơi suốt 2 ngày. Tâm trạng mất bình tĩnh bởi có nhiều việc cần làm. Ngày 18 tháng 11, tôi đến bệnh viện thứ 3 mới có thể test nhanh COVID-19 trước chuyến bay. Bệnh viện đầu tiên tôi tới đã không làm dịch vụ test nhanh nữa, chỉ làm PCR. Một nơi khác thì báo giá đến 700.000 đồng một lần test nên tôi đành tìm hiểu và đến nơi có chi phí thấp hơn. Mai kể lại. Đành chấp nhận. Khác với Quốc Vương và Quỳnh Mai, Nguyễn Đức Minh, 30 tuổi, đã bay ra Hà Nội và đang tự cách ly tại nhà. Tối ngày 18 tháng 11, khi biết tin mình không còn thuộc diện phải cách ly, anh lại một lần nữa thay đổi kế hoạch làm việc. Ban đầu, anh dự định làm việc online trong lúc phải cách ly 7 ngày tại nhà, sau đó mới gặp gỡ khách hàng trực tiếp. Hiện tại, anh đắn đo không biết nên làm việc ra sao, vẫn cần ở nhà hay đã được ra ngoài thoải mái. Thành phố đưa ra thay đổi đột ngột quá. Công việc của tôi có thể tự sắp xếp nên không quá ảnh hưởng. Nhưng có nhiều người phải ra Hà Nội công tác ngắn ngày. Hoặc bạn bè tôi có gia đình đông người già, trẻ nhỏ lỡ đặt khách sạn để cách ly rồi thì khá tốn kém, khó xoay sở kịp. Minh thở dài. Trước đó, ngày 16 tháng 11, Minh ra Hà Nội để thăm gia đình và xử lý công việc.
nghe thông báo yêu cầu người về từ thành phố Hồ Chí Minh phải tự cách ly 7 ngày và xét nghiệm ngay khi về tới nơi. Anh khá bất ngờ nhưng không bị động. Việc cách ly sẽ ảnh hưởng nhiều tới lịch trình làm việc, nhưng tôi hiểu điều này là cần thiết trong bối cảnh dịch bệnh. Hiện tại, dù thành phố không còn yêu cầu cách ly 7 ngày, nhưng có lẽ tôi vẫn sẽ ở nhà và theo dõi sức khỏe một thời gian. Quy định phòng dịch có ngặt nghèo nhưng tôi đành chấp nhận để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình, anh cho hay. Tối ngày 18 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành công điện 24 điều chỉnh việc giám sát, xét nghiệm người có nguy cơ cao trở về từ các địa bàn có dịch COVID-19. Hà Nội sẽ dừng áp dụng quy trình tiếp nhận, cách ly F1 và người về từ vùng dịch. Thành phố đặt ra thêm một số yêu cầu riêng đối với người về từ các địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An ở công điện số 23. Cụ thể, người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh từ những địa phương trên không phải cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú trong 7 ngày. Thay vào đó, Hà Nội giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao đến từ địa bàn có dịch theo quy định tại văn bản số 9472 ngày 8 tháng 11 của Bộ Y tế. Hà Nội sẽ không đưa ra các yêu cầu người dân phải trình kết quả xét nghiệm khi vào địa bàn. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định.